Rồi, xin chào các bạn nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần bón phân thì là trước khi cắt kích cành kích trái. Thì lúc nào video trước mình đã có hướng dẫn là mình khi mình ăn trái xong rồi thì mình khi mình ăn trái xong thì mình cắt tỉa cái bớt cành để nuôi lại những cái cành mà to khỏe để chuẩn bị ngoài mình chuẩn bị để mình cắt kích trái lại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cái phần bón phân. Đó thì cây này là hơn một năm rồi nha, đang gần gốc đang to rồi này. Cây này cũng gần một năm rồi đó. Cái này mình ở dưới đất, ở dưới gốc này, đất dưới đất mình chú ý là mình sẽ xới đất lên cho nó cái bề mặt nó tơi ra đất tơi lên này, sau đó mình sẽ bón phân vào đó. Thì mình có thể là bón nguyên biên luôn hoặc mình ngâm lên mình tưới là cách nào cũng được. Phân mình dùng đây mình dùng là NPK. NPK này là mình dùng 16-16-8 nha. 16-16-8. Nó cũng có loại màu này là màu xanh, có loại ba màu cũng 16-16-8 cũng được. Nói chung mấy bạn dùng loại nào cũng được. Không có loại NPK cái dạng viên tím cũng dạng kích trái. Nói chung nếu mà mình không biết thì mình cứ mua, mình nói người bán nó bán cái loại nào BK, loại nào bỏ lên kích trái kích bông đó, ra trái ra bông ra trái đó thì mình về mình bỏ là ok. Đối với NPK thì mình dùng khoảng một gốc này trên một năm tuổi thì mình dùng chắc khoảng 2 muỗng cà phê 2 tới 3 muỗng cà phê khoảng 3 muỗng cà phê. Đây mình sẽ giải trực tiếp xuống gốc luôn, mình không có pha tưới, ngâm tưới nha, ngâm tưới cũng được, mình giải trực tiếp xuống gốc cũng được, mình giải xung quanh gốc, mình sẽ giải xung quanh gốc, đất mình thì mình xới lên, xới trước, để khi mình giải xuống là nó sẽ xuống đất để thấm. Đây cái diện cho cái diện tích mình trồng nó không có nhiều á, nên mình be lên này, kế bên sân á, cho nên nó hạn chế, còn các bạn nếu mà bạn trồng nhiều á các bạn có thể rộng thì mình giải rộng ra. Nói chung là giải rộng ra thì nó sẽ cái diện tích nó rộng thì nó phân nó sẽ rút đều hơn. Cái này mình tưới nước ra xong nha. Rồi các bạn có thể bón thêm phân bò. Phân bò đây mình không có lấy ra. Phân thêm phân bò ủ hoai hoặc là ủ với nấm Chitro Việt Nam trước mà hôm trước mình có nói đó. Thì các bạn cứ bón vậy là ok. Phân bón lá thì nếu bạn xài thêm cũng được, không xài cũng không sao. Nói chung là mình đây mình không có xài phân bón lá thì mình chỉ bón gốc thôi. Cắt cũng rẫn ra bông ra trái bình thường. Còn nếu mà giống nào nó khó ra bông thì mình có thể dùng thêm phân bón lá hoặc là những loại phân mà dùng kích trái dạng bón lá dùng thêm trên lá đó. Cái loại mà chuyên dùng cho kích hoa trái rồi đó, chuyên hạ đen vậy đó. Mình nên dùng những loại đó thì bông nó sẽ chất lượng hơn, bông to dài hơn. Còn đối với giống này, cây này thì nho đỏ thì không có cần thiết. Mình cắt da trái bình thường không có gì hết. Mình chỉ cần cắt cái cành, cắt như thế nào thì vài hôm nữa mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cụ thể luôn. Còn này hướng dẫn theo bón phân thôi. Tại hôm nay mình bón phân thì chắc khoảng 10 ngày sau mới cắt được, một tuần tới 10 ngày. Rồi phân thì các bạn cũng không cần dùng nhiều lắm đâu. Một gốc này mình dùng khoảng 3 muỗng cà phê đó. Hoặc là một muỗng mình ăn cơm á là được. Nói chung mình ở đây đang ở Long An nha. Mình bón theo cái đất đây. Đất mình nó không có như cát. Đây đất mình. Cho nên là mình phải đắp mô cao lên, còn nếu mà bạn trồng trên cát thì như cái dùng nên thận thì không cần phải đắp mô cao lên. Đây mình phải đắp mô cao để rút nước xuống, thoát nước tốt. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc về bón phân hay là cắt kích cành gì đó, có cái hiện tại cây như thế nào thì có thể gửi hình cho mình hoặc là gửi hình hoặc nhắn tin cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Rồi xin chào các bạn nha, các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp mình.
là mình sẽ làm thêm nhiều cái video hướng dẫn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.